tại công ty trách nhiệm hữu hạn R&S Electronic, địa chỉ tại cụm công nghiệp Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra cháy lớn. Vào hồi 15 giờ chiều nay, khi công nhân của công ty đang làm việc thì bất ngờ xảy ra nổ khiến 3 công nhân bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an tỉnh Bắc Ninh đã điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe thang, 2 xe chỉ huy cùng hàng chục chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn. Một giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.